Come on, Dexter. It's our showtime. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và nếu như mà anh em cảm thấy rất là quen thuộc thì dĩ nhiên rồi, bởi vì cách đây không ít lâu Mỡ đã mang đến cho anh em đó là gameplay về cái trang phục Adobe, về cái vị tướng Claude ở cuối mùa giải thứ 19, tức là ngay sang đầu thứ mùa giải thứ 20 này. Mỡ đã gọi là tranh thủ mang đến cho anh em cái video clip của cái vị tướng Claude này rồi. Đồng thời cái lý do để Mỡ mang đến cho anh em ở đây là Mỡ muốn trả lời cho anh em cái câu hỏi rằng là tại sao ý là trong cái lúc livestream cũng như là thật sự ở trong cái video clip ý là Mỡ rất ít khi chơi những cái vị tướng mạnh ở meta hiện tại, kiểu như là Claude, rồi thì Yi-Sang-Sin, xong rồi đến Brody, rồi đó là những cái vị tướng mà mạnh ở meta hiện tại. Tại sao Mỡ lại ít chơi là như vậy thì ở trong cái video clip này Mỡ sẽ trả lời cho anh em. Đầu tiên cụ thể ở đây là cái vị tướng xạ thủ Claude cũng như là các vị tướng khác ở đây. Câu trả lời đầu tiên của Mỡ muốn chia sẻ với anh em rằng là những cái con xạ thủ, ví dụ như Claude, Yi-Sang-Sin hay là Brody, nó đều là những cái vị tướng xạ thủ rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Nó mạnh đến cái mức ý mà nếu như mà team của anh em ý chỉ cần gọi là chơi không fit và không tranh rừng ý, bởi vì là cái tụ đấy hay đi rừng mà anh em, thì cái tỷ lệ thắng của những cái vị tướng như là Claude, Yi-Sang-Sin hay Brody ý, nó cực kỳ cao, thậm chí là cái tỷ lệ thắng nó chiếm lên khoảng độ tầm 60-70%, nó cao kinh khủng đến là như vậy anh em ạ. Cho nên ở trong trận đấu này Mỡ sẽ chứng minh cho anh em cái điều đấy. Cái thứ hai ý, là nhiều anh em có nói rằng là cách chơi cái vị tướng xạ thủ Claude này khó, thì Mỡ nghĩ rằng cách chơi của Claude không hề khó một chút xíu nào, nếu như mà anh em biết cách đi rừng và anh em biết cách lên trang bị chuẩn chỉ một chút xíu. Rồi, thì ở trong trận đấu này, ở trận đấu đầu mùa giải thứ 18 thì Mỡ sẽ mang đến cho anh em đó là gameplay về Claude ở trong cái trang phục mà Mỡ cũng rất hiếm khi sử dụng luôn, đó là Claude xạ thủ khét tiếng. Đây là cái trang phục ở cấp độ gọi là Starlight, tức là hội về ánh sao, rất là xưa của cái vị tướng xạ thủ này rồi. Đi rừng bên phía team bạn là cái anh chàng heo cớt, nhưng mà anh ta đang bị focus ở đây. Mỡ có mặt, ui né này, né đi cái phát xiên đến từ cái vị tướng heo cớt. Mặc dù cái phát xiên vừa xong có thể là nó không hạ gục Mỡ, nhưng khả năng cao biết thế nào được, nhỡ sốc đang vừa đủ để Mỡ bay một thì sao. Né đi bằng cái di chuyển không gian mà có được cho mình, đó là cái mạng đầu tiên ở trong cái trận đấu này. Để mà chơi được Claude tốt ở thời điểm hiện tại thì cái lời khuyên của Mỡ ở đây rất là đơn giản. Thứ nhất ý, là anh em phải xin được đi rừng, bởi vì cái vị tướng xạ thủ của Claude thì Mỡ nghĩ rằng nó chỉ có một cái đường duy nhất mà nó có thể đi được thôi, đấy là đi rừng. Còn đi lane thì Mỡ nói thật với anh em là nó không quá là hiệu quả và không hề mạnh bằng cái việc đi rừng anh em ạ. Đó, đi rừng thì anh em cố gắng farm, đảo đường, ăn rùa các thứ các kiểu, hoặc là tham gia giao tranh nếu như thế đẹp, và có được cho mình sớm đó là một hai cái món trang bị là cái gươm tuyệt vọng, nhầm đó là cái kiếm giết quỷ, cũng như là cái gậy như ý. Đây là hai cái một chấn phái cũng như là một coi tầm của cái vị tướng xạ thủ Claude này đấy anh em ạ. Đó, thì anh em cần phải lưu ý cái điều đó. Và cái nữa ấy, đó là khi mà anh em đủ được hai cái món đấy thì anh em hoàn toàn có thể đi giao tranh cùng với team rất là ok, bởi vì cái ngưỡng sức mạnh của Claude ấy, nó sẽ mạnh vào khoảng từ phút thứ 6 cho đến phút thứ 11, khi mà anh em farm đủ xanh và có được cho mình đủ cái trang bị để mà anh em có thể đi tham gia giao tranh. Rồi, đây là Mỡ nghe thấy tiếng heo cớt kích hoạt con rùa này. Ôi trừng phạt, cái phát vừa xong trừng phạt trượt anh em ạ. Ui, né đi được cái mũi dao kỳ độc đến từ cái vị tướng heo cớt, nhưng mà thôi tầm này không né được nữa rồi, bởi vì skill 2 của heo cớt hồi khá là nhanh, nhưng tôi không sao. Ở cái tình huống vừa xong, cái tính đam hơi lỗi đến từ vị trí của Mỡ khi mà Mỡ không kịp nhìn thấy máu của con rùa nó còn bao nhiêu, mà không sao cả. Cái việc mà mặc dù cho chúng ta có phải bỏ mạng từ 1 đến 2 mạng ấy, sau đó chúng ta vẫn có thể comeback lại được, bởi vì Claude là một trong những chất tướng xạ thủ nó đánh khá là ok á. Đây này, đường dưới là Mỡ thấy có Alu, anh ta đang đẩy đường dưới, nhưng Mỡ hút tốc của Alu trong cái tình huống này và bật chiêu cuối động lực công phá luôn. Sát thương được sấy vào, bị phân mảnh ra bởi lính, nhưng Mỡ có nhiều máu hơn ở đây và Mỡ chiếm lợi thế đến từ việc cái lượng máu hơn đó là cái vị tướng Alu cả. Cùng với đó có được cho mình đó là cái mạng thứ hai ở trong cái trận đấu này. Thì góc nhìn của Mỡ thì Mỡ thấy rằng là nói chung là cái con Claude này thì được cái công thủ nó khá là vẹn toàn. Cái khả năng tham gia giao tranh của nó là ổn, cái khả năng gây sát thương lên nhiều mục tiêu là ổn,
Bên cạnh đó là cái khả năng thoát ra giao tranh cũng là ổn và quá tuyệt vời, đến từ cái skill 2, cái di chuyển không gian, khi mà cái vị tướng Claude này có thể lao vào giao tranh với cái lần kích hoạt thứ nhất và sau đó có thể tái kích hoạt và lùi ra sau rất là dễ dàng, quay trở lại cái địa điểm cũ đấy các bạn. Cũng chia sẻ luôn với anh em là ngày xưa ấy, là cái con Claude này với cái skill thứ 2 di chuyển không gian ấy là nó có thể dịch đến tận 3 lần các anh em ạ. Nhưng mà bây giờ nó bị giảm sức mạnh đến từ cái chiêu 2 này rồi. Còn ở đây, mỡ hạ gục đi được đó là cái vị tướng Kagura, nói chính xác hơn là chấm dứt cái cô nàng này và mỡ chết quên. Mỡ quên mất một điều rằng là cái con Claude này sắp tới là nó bị giảm sức mạnh đi anh em ạ. Cho nên đây có thể là cái gameplay cũng có thể nói là cuối cùng của Claude ở mùa giải thứ 20 trước khi mà nó bị giảm sức mạnh em ạ. Bởi vì nếu như mà anh em nào chưa biết ý, thì Claude sẽ bị giảm sức mạnh đến từ khả năng hút tốc độ di chuyển cũng như là tốc độ tấn công của cái địch, tức là cái chiêu thứ nhất nghệ thuật chống cắp ý. Đó, nó sẽ giảm đi khoảng từ 0,5 cho đến 1% cái tỷ lệ hút được đến từ cái người chơi team bạn. Đó, thật ra là anh em thấy cái số lượng đấy ít thôi, nhưng bởi vì cái stack cộng dồn của cái chiêu thứ nhất này nó lên đến 10 stacker, cho nên là nó cũng phải giảm đi khá là đáng kể đấy anh em ạ. Mỡ nghĩ rằng giảm đi cũng là đúng, bởi vì Claude cũng phải trải qua rất nhiều những cái mùa giải rồi, và cái vị tướng xạ thủ này vẫn đang có cho mình một cái tỷ lệ cấm cũng như là chọn rất là cao, rank giữa từ rank khoảng tầm sử thi huyền thoại cho đến rank thần thoại vinh quang thần thoại ưa dùng là cực kỳ nhiều. Và đây là một trong những cái chất tướng xạ thủ mà có thể nói là chơi được tốt và chơi được ổn với nhiều đội hình. Như ở trong tiếng này, mỡ đang bật lấy bắn để dùng sát thương, chắc chắn là Kagura phải bị nắm xuống rồi. Tiếp theo ở đây đó là cái cô nàng quen quẻn, cô ta kích được chịu của khuynh thành tiện vũ, nhưng cô ta đang bắn vào một cái con tanker Tywill là quá cứng đi, và Wanwan phải lên bàn điểm số. Đó là cái mạng của mỡ 5-1 rồi anh em ạ. Và ở đây mỡ không dồn vào khu fra đâu, mỡ thích dồn vào cái thằng Aluker, bởi vì khu fra chết, mạng của nó không đáng mạng của Alu anh em ạ. Và triple kill của mỡ trong tiểu mưa xong, để cho anh em thấy được rằng là thật sự phải nói với anh em là dồn đam vào một cái con Claude này là cực kỳ khó, bởi vì với cái khả năng hút tốc độ di chuyển cùng với đó là cái skill 2, cái dịch chuyển không gian liên tục các thứ các kiểu ấy, thì sẽ khiến cho cái địch sẽ phải kiểu nó phải đuổi theo chúng ta, mà tầm bắn của Claude cũng ngắn thôi anh em. Đó, cho nên là thay vì cái việc đuổi theo chúng ta thì chúng nó sẽ phải tấn công cái mục tiêu khác, và khi đó thì Claude được free shot, free hit, tức là kiểu bắn thoải mái mà không bị hạ gục anh em. Và đó, 5 mạng đó là rất dễ dàng dành cho cái vị tướng xạ thủ Claude này. Và mỡ đã có được ở đây ở thời điểm hiện tại phút thứ 6, đó là KDA612, và cùng với đó có được cho mình đó là cái kiếm diệt quỷ, cái món trần phái trang bị đầu tiên ở trong cái trận đấu này, và sẽ lên cái món đồ tiếp theo là cái gậy như ý anh em nha. Thì với hai cái món trang bị kiếm diệt quỷ và gậy như ý, nó sẽ kích hoạt được tối đa cái nội tại của cái vị tướng xạ thủ Claude cũng như là cái chiêu cuối của cái vị tướng xạ thủ này. Cơ chế chiêu cuối rất đơn giản, tốc đánh càng cao thì gây được nhiều sát thương. Đó chính là cái lý do mà kiếm diệt quỷ cũng như là cái gậy như ý là những cái trang bị mà chúng ta cần phải lên cho cái vị tướng xạ thủ Claude này. Rồi ok, để xem team bạn sẽ đánh như thế nào trong cái tình huống này nha. Và mới chỉ biết rằng là team bạn đang tập trung khá đông ở đường trên, họ hạ gục đi được Tywill, còn ở đây là cái vị tướng Kagura. Mỡ dịch chuyển sang phía bên này, chiêu cuối động lực công phá của mỡ được dồn vào một mình cái vị tướng đó là cái anh chàng Aluba thôi, và mỡ có được cho mình cái mã gục đến từ cái chiếc tướng đầu dịch bên phía team bạn. Và mỡ thấy ở đây có đó là khu fra, liệu rằng có nên đuổi không? Câu trả lời ở đây là đuổi chứ còn gì nữa anh em, bởi vì tầm này khu fra làm gì còn cái gì để mà chạy nữa đâu. Team bạn họ đã lùi về nhà gần hết rồi, đó là Wenwen phải lùi về nhà để mà thủ cái đường dưới. Thật ra là cái đường dưới nó cũng chẳng còn gì cả, khi mà Alpha anh chàng này lại tận dụng cơ hội để mà đẩy nát bét cái đường dưới của team bạn anh em ạ. Ngay sau đó anh ta còn trả sát thương và hạ gục đi được Wanwan nữa cơ. Ủa, còn Alpha tầm này bá vẫn nổi anh em ạ. Thế với anh, nãy giờ mỡ có đọc nhầm Alpha với cả Alu không nhỉ? Nếu có nhầm thì cho mỡ xin lỗi nha. Đó là Alpha anh em ạ, bởi vì Alpha bây giờ cái thời gian hồi chiêu của nó ít, cho nên kiểu nếu như mà anh em đánh vào giao tranh ý, anh em không hạ gục được con Alpha mà để nó nhây khoảng độ tầm từ 10-11 giây ý, là nó hồi chiêu cuối nó lại vả thêm cái nữa, mặt thì sát thương chuẩn cứ phải dồn vào gọi là vãi cả lông nách anh em ạ. Thì bạn phải lên bảng điểm số 3 thành viên, 4 thành viên đó là mạng gục liên tục được chi câu đến từ cái anh chàng Tử Long. Anh em thấy không? Rõ ràng với cái việc gọi là để cho cái Claude này đi rừng mà nó đủ xanh ý, thì Velez nó cũng đảm nhiệm vai trò vừa là xạ thủ vừa là đam chính luôn. Các lane còn lại thấy đi rừng xanh phát là auto các lane còn lại xanh. Và đừng quên rằng là trận này team mỡ cũng đang có những cái lựa chọn nó rất là tuyệt vời, đó chính là tanker Tywill, rồi thì hai chất tướng đấu sĩ, cả hai cái vị tướng này đều có khống chế, quan trọng nhất là cái anh chàng Cyclop. Đó, một cái đội hình mà có đam, có hiệu ứng khống chế và cân bằng được cả sát thương phép lẫn sát thương vật lý, thì về cơ bản cái tỷ lệ giành chiến thắng là khá là dễ dàng thôi anh em, không có gì quá là bất ngờ cả. Rồi giao tranh đang xảy ra ở trong nhà chính của team bạn, nhưng team của bỡ thì lại không có ai nhồng vào để mà có thể cứu được cái anh chàng Tywill. Đường trên thì anh chàng Alpha này mặc định trong đầu là đi đẩy lẻ rồi anh em ạ, anh ta không có ý định muốn đi tham gia giao tranh với team mỡ có mặt ở đây.
Tập này thì chúng ta cũng nên đánh giữ mạng một tí, bởi vì Tywill thì cũng đã phải lên bảng điểm số mất rồi. Mỡ sẽ lên đường trên trong cái tình huống này, dịch chuyển lên. Nhưng ở đây là mỡ có cái chiêu cuối xấy liên tục vào mặt của Khufra. Alucard đã bay màu trước đấy, nhưng mạng của Khufra là của mỡ, mạng thứ 9 ở trong cái trận đấu này. Sau đó di chuyển đến phần rừng của team bạn thôi. Tầm này dừng team bạn cũng như là dừng mình thôi anh em. Tầm này chúng ta không phải dừng nhà mình mấy nữa anh em nha. Chúng ta sẽ lấy đi cho mình đó là toàn bộ bùa xanh cũng như là bùa đỏ. Nhưng mà mỡ đang thấy là đánh nhau nó cứ đâu đâu anh em ạ. Cho nên chắc là mỡ cũng sẽ tầm này đi farm và chờ cái con lót ra rồi ăn thôi. Chứ bởi vì bây giờ team bạn tầm này là chúng ta có thể quyết định được cục diện của trận đấu này. Team bạn tầm này là cũng khả năng cao là bay màu rồi này. Nhưng mà đang có một cái vấn đề đấy là team bạn lại chơi cái trò thủ anh em ạ. Vì thế nên thủ là công và hơi khó á. Bởi vì team bạn chỉ đánh nhau để thủ với bạn. Thì để mà giải quyết được cái bài toán trong cái trường hợp team bạn cứ đứng thủ này, thì lời khuyên ở đây đó là để cho những cái chất tướng tay dài team mỡ để tham gia giao tranh, đó là Cyclops rồi. Và bên cạnh đấy là chúng ta sẽ chơi cái con lót này mà chúng ta ăn anh em ạ. Nhưng mà nói thế chứ team của mỡ vẫn đang giao tranh là thắng này. Khi mà họ hạ gục đi được Alu, hạ gục đi được Wanwan, mỡ lao vào cái động lực công phá. Nhưng Hellcurt ở trong cái tiếng mưa xong anh ta đã lùi lại được rồi. Ok, mỡ sẽ đổi giày một chút xíu nha, bởi vì đầu game mỡ lên giày hơi sai. Có một cái chia sẻ nhỏ là nếu như mà anh em nào đi rừng mà được lấy hai bùa xanh cũng như bùa đỏ ấy, thì nên lên giày giáp hoặc lên giày giảm thời gian hồi chiêu, chứ đừng lên giày mana. Như mỡ đầu game là mỡ lên nhầm đấy anh em ạ. Và cái thứ hai đó là cái gì nhỉ? Chờ đến phút thứ 12 thì chúng ta mới ăn lót. Nếu như anh em ăn luôn bây giờ cũng được thôi, mà cái con lót nó sẽ không có kỹ năng công nhà đâu. Ở đây này, mỡ thấy team bạn đang giao tranh rất đông, động lực công phá dồn đam vào hai người chơi Alucard và Khufra. Mỡ không có được mạng của anh chàng này, nhưng mỡ có được mạng hỗ trợ. Và đây là cái người chơi team bạn đã phải lên bảng điểm số. Tywill team mỡ cũng đã phải bay màu. Nhưng ê, mỡ không đẩy bóng lên đâu nha, từ từ nha, mỡ không đẩy bóng lên đâu nha. Bởi vì mỡ sợ con Kagura kìa, không biết nó có kỹ năng gì cả. Bởi vì Kagura có tới tận cho mình đó là 6 bộ kỹ năng ở hai dạng có ô và không có ô. Mỡ không biết là con Kagura phát đến nó có làm choáng hay không. Cái lượng máu của mỡ là không quá nhiều, với cả mỡ chưa có nhiều đối thủ cho nên là mỡ không dám vào. Nhưng ở đây thì mỡ nhồng vào này, đồng lực công phá xấy thẳng vào, đó là cái tướng Hellcurt và Kagura. Mỡ giật ra nhưng đam là đủ để hạ gục đi được Hellcurt. Còn phía bên này, Alpha hạ gục đi được Kagura. Wanwan thì bị ai đó cho lên bàn điểm số thì mỡ không kịp nhìn thấy. Và giao tranh vẫn đang được nổ ra ở phía đường dưới. Tử Long phải lên bảng điểm số, nhưng team bạn thì đang phải đón nhận giữa một cái màn công nhà của một cái lót. Lót này thì hình như là Ayanta, như là một cái vị tướng nào đó bên team mỡ ăn, mỡ không để ý lúc nãy bởi vì mải giao tranh. Đường giữa thì cũng đã mất rồi. Team bạn mất đi cho mình đó là toàn bộ đường trên, giữa cũng như là đường dưới. Lao thẳng vào đây xây nhưng mà gục lại không dành cho mỡ. Nhưng thôi, tầm này win rồi thì ai ăn mạng cũng được anh em ạ. Chứ đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Alucard và lý do tại sao mỡ lại cháo giờ xài mấy cái vị tướng này, bởi vì tỷ lệ thắng cao lắm anh ạ. Nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh nhé. Bye bye anh em.